nha, ok nhá. Bên mình ra lại cao ngựa kim như thế này nha các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, vuông. Đấy, vàng đẹp luôn các bạn nhé, vàng đẹp cho khách, mùi thơm ngon nhé. Thì bây giờ mình sẽ khách Thanh Hóa đặt này, khách Sài Gòn đặt này. Bây giờ mình sẽ đóng gói cho khách Thanh Hóa và khách Sài Gòn gửi qua bưu điện vào trong miền Nam Sài Gòn các bạn nhé. Mới lại gửi 1 cân vào Thanh Hóa các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đây là cao ngựa kim nha các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Đấy. Thì hiện nay là do dịch Covid là xe buýt là xe khách thì ngừng hoạt động hết rồi các bạn nhé, cho nên là không gửi xe được, cho nên là mình phải gửi qua đường bưu điện. Đấy, cho nó an toàn các bạn nhé. Đấy, cao rất đẹp luôn. Đấy, miếng nào như miếng nào nha các bạn nhé. Thì khách quan tâm đến sức khỏe, mùa dịch này thì khách đặt cao bên mình để phục vụ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đấy, quý khách nhé, cao rất đẹp luôn nhé, cao thơm ngon bổ dưỡng nhé, nấu cao là cao nguyên chất rồi các bạn nhé, cao ở kim. Ok, xin chào các bạn nhé. Đấy, hôm nay bên mình nhà mình lại cơ sở mình lại nấu ra một nồi cao ngựa kim để phục vụ khách hàng nhé. Đấy, sau bao nhiêu ngày lùng xương ngựa kim thì đã lùng được xương ngựa kim nhé. Thì mình lúc sáng mình về ngựa ấy, thì không không đi quay trực tiếp được, nên là ở nhà quay quay nên là giờ mình mới quay đây. Da đang 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 ấy nước đầu các bạn nhé. Đây. Bây giờ là tầm độ gần 6 giờ tối các bạn nhé. 6 giờ 6 giờ hơn. Đây là khu vực nấu nhà mình nhé. Một bếp gà, hai bếp gà, ba bếp gà. Yeah. Thì chi tiết cái video cao ngựa kim nào mình sẽ quay cho bạn tiếp tục vào sáng ngày mai nhé. Các bạn tiếp tục theo dõi xem da mẻ cao này nó đẹp, và ngon, thơm, chất lượng như nào nhé. Anh em nào nhu cầu mua cao ngựa liên hệ thẳng với Bạch Mã TV nhé. Chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Thì có gì thì các bạn cứ gọi cho mình ở số liên lạc ở dưới mình để dưới phần mô tả ấy. Thì các bạn mà thấy video có ích và đem lại sức khỏe cho bản thân các bạn và gia đình các bạn, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Thì bấm chuông theo dõi để hàng ngày mình ra những mẻ cao hoặc về ngựa thì các bạn theo dõi kênh của mình thông báo cho các bạn biết nhé. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi video mình nhé. Ok, chào buổi sáng các bạn nhé. Bây giờ là gần 6 giờ sáng. Thì bên mình đang qua mình đã nói cho bạn đang nấu một cao ngựa kim nhé, của khách hàng mua dịch đấy. Đây là một nồi một mẻ nhé, nấu từ sáng qua đến xuyên đêm hôm nay luôn đó. Đây là được một mẻ này này. Đây là một mẻ nữa đây. Đây là một mẻ nữa nhé. Còn đây đang ấy nước nước quế các bạn nhé. Kim đang chỉ đến số 3, gần số 3 các bạn. Lại cao rất vàng và đẹp nhé, vàng tinh giang các bạn nhé. Đây kim chỉ số 3, quá trình cả một đêm hôm qua là nó ra này các bạn nhé. Đây nhà còn mấy em ngựa bán thanh lý đốt nhé, anh em nào cần thì liên hệ ngựa mùa dịch thì cứ alo Bạch Mã TV nhé. Mọi chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Đây là em này, em cái ta lai này, cái này lai lồ nhé, em này rất nhiều thịt. Đây em được giống này, lông lá xù xề. Đây em này, em cái mới về nhé, rất to. Ta là lai nhé, rất đẹp. Mình tí mình quay chi tiết chiều cao cân nặng các bạn xem nhé, ở video sau nhé. Đây em cái này như đang có cái này đang có chửa mới lấy được xong nhé. Khu vực này là khu vực nấu cao phục vụ sức khỏe cho bản thân và gia đình các bạn đây. Bên mình đấy.
Một dãy này là nấu cá hết nhé. Chất nhiều đồ ở đây. Anh chị em, cô dì, chú bác nào mà có nhu cầu cao ngựa bạch bổ sung sức khỏe cho bản thân và gia đình các bạn thì mùa dịch này tăng cường sức khỏe thêm, hãy liên hệ với Bạch Mã Tiki nhé. À, bên mình nấu cao thủ công rồi, theo phong cách gia truyền luôn nhé. À, khách yêu cầu lần nào để phục vụ gần đây nhé. À, không có chế độ dư đâu các bạn nhé. À, các bạn tiếp tục theo dõi video nhé, liên hệ video hay này, bổ ích và đem lại sức khỏe cho bản thân và gia đình các bạn. Hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh để ngày càng phát triển, đem cao ngựa cho đến với nhiều mọi người hơn nhé. Thì các bạn ấn đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút chuông nhé. Mỗi khi mình ra một video về ngựa, ra một video về cao ngựa thì bên mình thông báo các bạn biết để sử dụng sản phẩm bên mình nhé. Ok các bạn nhé, nồi cao ngựa kim là sắp hoàn chỉnh nhé. Vàng đẹp luôn nhé, vàng chanh nhé. Đây là chỗ này là đang chuẩn bị khuôn nhé. Chuẩn bị khuôn để đổ nhé. Khuôn rất đổ no nhé, khuôn xịn này. Vàng đẹp luôn. Đấy, thuê hẳn phó cả về đây nấu các bạn. Anh em nào cần cao cứ liên hệ. Nồi cao ngựa kim chất lượng luôn. Ok các bạn nhé, bây giờ bên mình đang chuẩn bị đổ một nồi cao ngựa kim phục vụ khách hàng ở trong Sài Gòn dưới Thanh Hóa nhé. Đấy, xong là phát là mai mình gửi cho khách luôn nhé. Đây chuẩn bị đổ đây. Các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Anh em nào có nhu cầu đặt cao hãy liên hệ thẳng Bạch Mã TV nhé. Mọi chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả.
Ok các bạn nhé, sau khi bên mình đổ cao xong nhé, bây giờ bên mình sẽ cắt cao nhé. Đây. Cắt cao chỗ này, mẻ này thì cũng không được nhiều lắm các bạn nhé. Bộ này thì khoảng độ tầm trên 50kg các bạn nhé. Đây, bây giờ mình các bạn tiếp tục theo dõi video mình sẽ cắt cao cho các bạn xem nhé. Ok các bạn nhé, vừa rồi mình đã gói xong và cắt xong, gói xong này. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho bạn xem miếng cao và lạ cao ra như thế nào nhé. Đấy nhá, ok nhá, bên mình ra lạ cao ngựa kim như thế này nha các bạn nhé. Rất đẹp, vuông. Đấy, vàng đẹp luôn các bạn nhé, vàng đẹp cho khách, mùi thơm ngon nhé. Thì bây giờ mình sẽ khách Thanh Hóa đặt này, khách Sài Gòn đặt này. Bây giờ mình sẽ đóng gói cho khách Thanh Hóa và khách Sài Gòn gửi qua bưu điện vào trong miền Nam Sài Gòn các bạn nhé. Nó lại gửi tầm gửi một cân vào Thanh Hóa các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn, đây là cao ngựa kim nhé các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Đấy, thì hiện nay là do dịch Covid là xe buýt là xe khách thì ngừng hoạt động hết rồi các bạn nhé, cho nên là không gửi xe được, cho nên là mình phải gửi qua đường bưu điện. Đấy, cho nó an toàn các bạn nhé. Đấy, cao rất đẹp luôn, miếng nào như miếng nào nha các bạn nhé. Thì khách quan tâm đến sức khỏe, mùa dịch này thì khách đặt cao bên mình để phục vụ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đấy, quý khách nhé, cao rất đẹp luôn nhé, cao thơm ngon bổ dưỡng nhé, nấu cao là cao nguyên chất rồi các bạn nhé, cao ở kim. Mình sẽ đóng gói và gửi đi cho khách Sài Gòn và khách Thanh Hóa các bạn nhé. Thì mùa dịch quý khách, khách hàng đã quan tâm đến sức khỏe bản thân quý khách và gia đình quý khách như là đặt bên mình nấu cao ngựa kim để phục vụ cho sức khỏe bản thân khách hàng và gia đình khách hàng nhé.
Thì các bạn tiếp tục theo dõi video để mình đóng hàng và gửi đi cho khách nha, Sài Gòn và khách Thanh Hóa nhé. Rồi ok, chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đóng cao cho khách này, đóng cao cho khách để gửi vào Thanh Hóa nhé, và Sài Gòn nhé các bạn nhé. Đấy, bên mình sẽ xuất cao ngựa vào Thanh Hóa 1 cân này, trong Sài Gòn 2 cân các bạn nhé. Đấy. Thì mình đóng xong quá trình này, mình đóng xong là quá trình mình ra bưu điện gửi thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Các bạn nhé, bây giờ mình đã đóng gói cho khách xong nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi ra bưu điện gửi cho khách nhé các bạn nhé. Đấy, rất to. Các bạn tiếp tục theo dõi video nha. Hey, ok các bạn nhé, mình vừa đi gửi cao cho khách xong. Đấy, gửi cao cho khách và khách Thanh Hóa và khách Sài Gòn xong nhé. Mình đoạn này mình không quay cho bạn xem được tại vì bưu điện họ đóng cửa nên mình gửi qua xã các bạn nhé. Thì anh em nào có nhu cầu cao ngựa này, mua ngựa bạch, ngựa kim, ngựa thường, ngựa bạch giống thì hãy liên hệ với mình Bạch Mã TV nhé. Cái video của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Thì các bạn thấy xem video hay thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để theo dõi mình những cái chuyến mình đi nấu cao cho khách hàng và về ngựa nhé các bạn nhé. Các bạn bấm chuông để khi mà bên mình về ngựa thì bên mình thông báo cho bạn biết nhé. Ok, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé.